Xin chào các bạn. Trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bạn kiếm tiền tìm hiểu về một vấn đề. Đó chính là tại sao bạn cần phải giàu. Bạn cần có rất nhiều tiền để có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc mà mình luôn mong muốn và luôn luôn theo đuổi. Cuộc sống hạnh phúc mà không cần tiền là một thú vui kém thông minh. Trở nên giàu có sẽ không khiến bạn trở thành Jeff Bezos hay là Bill Gates. Thay vào đó, nó sẽ khiến bạn trở nên viên mãn hơn. Nguyên nhân để trở nên giàu có. Tại sao bạn muốn trở nên giàu có? Tôi muốn trở nên siêu giàu để có sức ảnh hưởng tới mọi người. Tôi rất khó chịu khi thấy một người có sức mạnh ảnh hưởng và nói và làm và gây ấn tượng cho công chúng. Điều đáng buồn là rất nhiều người làm theo và cuộc sống của họ bị hủy hoại. Nhưng những nhân vật có tầm ảnh hưởng chỉ đang cố gắng sống cuộc sống của họ và tận hưởng nó. Họ không có ý định hủy hoại cuộc sống của người khác. Tôi đã gặp một cô gái trẻ nhiều năm trước. Cô ấy nói rằng khi lớn lên cô ấy muốn trở thành giống như là Kimora Lee. Kimora có một chương trình truyền hình thực tế. Và cô gái trẻ này bị thuyết phục đến mức là cô ấy có câu trả lời cho mọi câu hỏi mà tôi hỏi cô ấy. Thời gian thấm thoát trôi qua. Không biết cô gái trẻ ấy bây giờ nơi đâu. Tất nhiên là cô ấy đã vượt qua được mức giấc mơ trở thành Kimora một cách có ý thức. Nhưng những hạt giống trồng nhiều năm trước đã lớn lên. Đến bây giờ, cô vẫn chưa định hướng được cho cuộc sống của mình. Không bao giờ tự đưa ra quyết định thực sự cho chính mình. Cô ấy đang sống cuộc sống của Kimura theo cách nhỏ bé, không tiền, không danh vọng. Và bạn biết cuộc sống đó sẽ như thế nào. Và rất nhiều người tham gia các chương trình kiếm tiền. Rất nhiều người mong muốn học để giống như một chuyên gia nào đó. Các bạn học tập và làm theo cách của họ giống như là trong sách đã dạy. Nếu muốn trở thành người giàu có, các bạn phải làm theo những người giàu có. Và rõ ràng chúng ta không thể làm theo những thứ mà người khác đang dạy được. Tại vì khi mà người ta dạy cho các bạn, nghĩa là họ đã sàng lọc và tìm một cách nào đó để cho mình xuất hiện với một góc độ rất là hoàn hảo. Trong khi để khi họ vươn tới được những cái mốc đấy, họ đã làm rất nhiều điều. Và thậm chí họ đã từng như các bạn. Cho nên, chúng ta không thể bắt chước người khác được. Chúng ta mỗi người sẽ là một phiên bản và phiên bản của chúng ta sẽ là duy nhất. Đương nhiên là tôi cũng đã cố gắng can thiệp, nhưng tôi không được coi là người đủ giàu và đủ tài để họ phải lắng nghe và từ đó dẫn tới một vấn đề. Đó chính là họ sẽ tự chọn con đường của họ. Và kết quả khi mà bắt chước một người khác thì đến cuối cùng chúng ta sẽ tự nhìn thấy. Mọi người luôn nghĩ rằng chúng ta cũng giống họ thôi, cho đến khi mà chúng ta nhìn thấy kết quả mới thu được. Nói tóm lại thì là thành công là một con đường khó khăn và thành công là một con đường chúng ta phải tự đi. Còn con đường của sự thất bại là con đường của việc bắt chước và con đường thất bại thì hấp dẫn hơn. Cũng giống như việc là các bạn có thể nhìn thấy những diễn giả mặc áo vest đứng bên cạnh những chiếc xe rất đẹp, sống một cuộc sống xa hoa, họ nói thì sẽ đáng tin hơn rất nhiều những người từng trải, đang làm hoạt động kinh doanh một cách bình thường, ăn mặc bình thường, nói chuyện bình thường, làm những điều bình thường họ đang làm. Tại vì những người mặc áo vest kia làm cho các bạn cảm thấy thích thú để bắt chước hơn. Điều thứ hai khi chúng ta bàn ở đây về sự giàu có, tiền có thể làm được gì? Tiền sẽ tạo ra một sự ảnh hưởng rất tích cực và đáng kể đến với nhiều người. Và tiền sẽ làm cho lời nói của bạn sẽ trở thành có trọng lượng và nhiều người sẽ muốn nghe các bạn nói. Con người thì thích nghe những người nhiều tiền và giàu có, bất kể họ làm giàu một cách nào. Ngay cả khi bạn nói với họ rằng họ đang bắt chước sai người, họ vẫn thừa nhận điều đó nhưng họ vẫn muốn tiếp tục bắt chước những hành động kiếm tiền để có thể đạt được một sự giàu có nhanh chóng. Năm 2014, lúc đó tôi có dịp làm việc cùng với Vietlott. Và như vậy thì các bạn cũng sẽ biết được là gì ạ? Là nó sẽ có rất nhiều cơ hội khi mà lúc đó VTC Mobile là đơn vị bắt đầu triển khai các dịch vụ của Vietlott. Và như vậy chúng ta có thể thấy cái vụ của Phan Xào Nam khi mà triển khai Rig VIP nó cũng bắt đầu từ đấy triển khai ra.
Và nó có rất nhiều câu chuyện được mời chào khi mà bọn tôi là công ty công nghệ và làm những giải pháp để triển khai marketing cho Vietlott. Thì tôi cũng đã đọc rất nhiều những cái bài học liên quan đến vấn đề phải tù tội khi mà tham gia vấn đề về đánh bạc. Ở Việt Nam, bất kỳ một đơn vị nào triển khai đánh bài bạc đến một ngưỡng nhất định sẽ bị bắt. Nhưng mà nhiều người thì họ có thể nói rằng là họ có những cái giải pháp để vượt qua được điều đó. Từ việc là đặt máy chủ ở nước ngoài, từ việc là thuê người nước ngoài để vận hành, từ việc là không tham gia vào quá trình xuất hiện mà để một số người đứng xuất hiện. Nhưng sai trái vẫn là sai trái. Và cho dù chúng ta giấu kiểu nào đi nữa thì tất cả những cái thứ mà chúng ta làm sai sẽ có ngày có người người ta sẽ phát hiện. Và kết quả chúng ta cũng đã nhìn thấy. Và ở đây thì nhiều bạn cũng sẽ phản biện rằng là gì? Cái việc đấy nó có thể xảy ra. Nhưng đến bây giờ rất nhiều những trang web đánh bạc theo mô hình của Rig VIP vẫn tiếp tục phát triển. Và người ta vẫn tiếp tục đi theo con đường đó cho dù biết là sai trái. Và như vậy thì chúng ta thấy là gì? Đồng tiền nó có một sức mạnh cực kỳ to lớn. Nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ làm cho tiếng nói của chúng ta có trọng lượng hơn. Nó sẽ xây dựng chúng ta trở thành hình ảnh mà người khác muốn noi theo. Nó sẽ làm cho các câu chuyện của chúng ta kể được nhiều người người ta nghe đến và nó làm cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn. Vậy bạn thực sự muốn điều gì? Có tiền không phải là có tiền, mà là điều bạn sẽ có thể làm gì đối với những đồng tiền này. Đừng bao giờ tin những người nói rằng họ hạnh phúc mà không cần tiền, thậm chí không hiểu hạnh phúc là gì. Hạnh phúc không cần tiền là sự ngu dốt. Chắc là bạn không biết gì về cuộc sống, không biết gì về hoàn cảnh của người khác và không biết gì về những thứ bạn có thể thay đổi nếu bạn có nhiều tiền. Sự ngu dốt đó thật là ngọt ngào. Những người rao giảng hạnh phúc không cần tiền luôn bắt bạn phải nhìn lại chính mình. Họ muốn bạn nhìn ra thế giới. Họ không muốn bạn nhìn thấy những vấn đề bạn gặp phải để giải quyết. Họ muốn bạn hài lòng với những thứ bạn đang có và gọi đó là lòng biết ơn. Bạn không nên hài lòng với những thứ bạn đang có. Miễn là bạn còn thở, hãy tìm kiếm sự tiến bộ để trở thành người mà bạn muốn trở thành. Biết ơn là đánh giá cao vị trí của bạn và những gì bạn đang có. Sự biết ơn không dừng lại vì là bạn không nên sống với thực tại bạn đang có, mà hãy khát khao với những thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Nếu thực sự bạn đánh giá cao vị trí của bạn và những gì bạn đang có, bạn nên sử dụng nó để đạt được tiến bộ trong cuộc sống. Và cách tốt nhất để đánh giá cao cơ hội đó chính là tối đa hóa nó. Tại sao bạn lại muốn trở nên giàu có? Trong trái tim của mỗi người luôn luôn có sự khao khát được trọn vẹn hơn. Nhưng người ta bắt buộc phải đóng cánh cửa đó theo thời gian để ổn định trong một cuộc sống tầm thường. Một trong những sở thích của tôi là nghe mọi người nói về ước mơ của họ. Mọi người đều có ước mơ trong một thời điểm nào đó. Tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai mong muốn một cuộc sống đau khổ. Không có một người nào đó nói với bạn rằng là gì, họ chỉ ăn bấy nhiêu thôi, mà luôn luôn họ muốn đòi hỏi nhiều hơn. Có một cách diễn đạt khác nhau nhưng chung quy lại, ai cũng muốn một cuộc sống tròn đầy hơn. Tôi đã nói với bạn lý do tại sao tôi muốn trở nên giàu có. Vậy còn bạn, tại sao muốn trở nên giàu có? Bạn phải nói rõ mong muốn của mình. Có thể bạn chưa nhận thức được điều đó. Có lẽ hoàn cảnh và sóng gió cuộc đời đã khiến bạn quên mất mục đích làm giàu của mình. Khi bạn nghĩ đến sự giàu có, đừng nghĩ đến đống tiền mặt, một số dư tài khoản trong ngân hàng hay bất kỳ thứ kỳ lạ mà người giàu có thể sở hữu. Nhưng bạn lại không quan tâm. Sẽ luôn có những thứ xa xỉ mà bạn cho là không hợp lý. Nhưng chắc chắn sẽ có điều gì đó khiến bạn cảm thấy nó giúp cuộc sống của bạn trở nên thực sự tươi sáng hơn. Bạn không thể đạt được điều đó nếu bạn là một người đau khổ. Bước đầu tiên để giàu có là đói. Bạn phải khao khát nó. Trên thực tế, bạn phải đói đến mức để trở nên tức giận. Không phải bạn tức giận người khác, mà tức giận về cái vấn đề đáng lý mình phải thay đổi. Có rất nhiều vấn đề trên thế giới. Vấn đề bạn nhìn thấy, vấn đề xảy ra với bạn phải do bạn giải quyết. Nhưng chúng ta đang nhồi nhét vào cái ý thức hãy để cho những người giàu thay đổi chúng. Đó là cách tiếp cận tiêu cực. Đừng trở thành người nâng cao nhận thức nữa. Hãy trở thành người giải quyết vấn đề. Tiền không giải quyết được vấn đề, nhưng bạn có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng người giải quyết mọi vấn đề sẽ cần phải có tiền. Tiền sẽ không biến bạn thành Jeff Bezos hay Warren Buffett hay Bill Gates thứ hai. Tiền chỉ gia tăng giá trị cho bạn. Vậy thôi, bạn có sợ mình bị tăng giá trị không?
bạn sẽ thấy là gì? Người ta trả cho bạn bao nhiêu tiền trong một phút bạn xuất hiện? Bạn được trả bao nhiêu tiền trong thời gian bạn xuất hiện? Bạn giàu có, bạn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Khi bạn trở nên cực kỳ giàu có, bạn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề mà trước kia bạn không giải quyết được. Và nhờ có sự giàu có, bạn sẽ giải quyết được nó. Bạn trở nên hạnh phúc hơn vì bạn giải quyết được các vấn đề. Hạnh phúc thực sự không đến từ sự thiếu hiểu biết. Đó là một hạnh phúc giả tạo. Bạn không muốn biết mọi thứ đang tồi tệ như thế nào cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân. Bạn không nên tìm lý do để cảm thấy hài lòng về bản thân. Thay vào đó, bạn nên cảm thấy rằng mình làm chưa đủ. Bạn cảm thấy rằng là bạn cần làm nhiều hơn nữa. Bạn cảm thấy rằng là gì? Bạn muốn nhận nhiều trách nhiệm hơn. Bạn nên liên tục suy nghĩ về cách mà bạn có thể mở rộng quy mô để giúp cho nhiều người. Và hãy nghĩ lý do mà tại sao bạn trở nên giàu có. Đừng nghĩ về nó, hãy viết nó ra. Và như vậy, thông qua clip này, các bạn đã hiểu được lý do chúng ta nên làm giàu. Hãy đam mê, hãy khao khát.